Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng ta trở lại với chủ đề phổ biến pháp luật. Và mục tiêu của buổi nói chuyện ngày hôm nay dành cho vấn đề nhân quyền, mà cụ thể là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Trước hết, tôi sẽ phổ biến bằng cách đọc một số điều tiêu biểu của tuyên ngôn nhân quyền quốc tế do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phát ban hành từ năm 1948. Và tôi chỉ trích đọc một số đoạn, một số điều có liên quan đến vấn đề tự do báo chí và tự do ngôn luận mà thôi. Chứ còn những cái vấn đề khác đó thì nó rất là dài dòng. Thành ra tôi sẽ không đọc hết, bởi vì nó đến hơn 100 trang giấy lận. Và tài liệu này bây giờ có hai bản tiếng Anh và tiếng Việt được phổ biến rộng rãi trên mạng Internet. Quý vị chỉ cần Google chữ tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ở trong ngoặc kép là sẽ có rất là nhiều trang đăng tải. Bản dịch tiếng Việt này được công nhận là bản dịch chính xác nhất, được công nhận tương đương giá trị như bản tiếng Anh. Còn về vấn đề nói về tự quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí ở Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ khảo cứu và xem xét, bàn luận nó bằng cách nghiên cứu tu chính án số 1 của Hoa Kỳ. Kế tiếp là một cái điều luật nhỏ hơn dưới tu chính án, đó là luật Brown ACT. Nếu mà nghe đến cái phần này thì tôi biết chắc chắn là sẽ có những người dài mỏ ra và biểu môi nói rằng Tạ Phong Tần mới qua Mỹ được vài năm thôi mà đang học tiếng Anh bập bẹ thì biết cái gì mà nói về luật Mỹ. Tôi nói thật với những vị đó rằng ở Mỹ nhiều năm, một chục năm, hai chục năm, ba chục năm chưa chắc đã nắm được luật Mỹ. Nếu quý vị không chịu bỏ công ra nghiên cứu, trong khi thời buổi bây giờ đối với xã hội thì Internet nó có đầy đủ các văn bản luật khắp nơi trên thế giới, cả bản tiếng Anh lẫn bản tiếng Việt, có từ điển online, có từ điển Google, nó dịch cho mình. Tuy rằng tôi phát âm tiếng Anh nó không chuẩn, nhưng về cái vấn đề mà khả năng đọc và hiểu và dẫn giải một cái điều luật, nó tùy thuộc vào trí não và cái sự nhận xét của con người, chứ nó không phụ thuộc vào cái vấn đề mà vốn liếng về ngôn ngữ thứ hai. Ngày trước cụ Nguyễn Hiến Lê, cụ ấy không đọc được, tức là cụ ấy không nói được tiếng Anh mà cũng không nói được tiếng Trung Hoa, nhưng cụ ấy đã dịch rất là nhiều tác phẩm nổi tiếng của tiếng Anh và tiếng Trung Hoa sang tiếng Việt. Tôi lấy ví dụ giống như là cái quyển mà Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống, quyển Đắc Nhân Tâm, quyển là 24 giờ một ngày, rồi là Gương Thành Công, Gương Nghị Lực, rồi 7 bước đến thành công, giúp chồng thành công. Đó là những cái quyển người nghệ thuật nói trước công chúng. Đó là những quyển sách tiếng Anh được cụ Nguyễn Hiến Lê dịch ra tiếng Việt, mà tôi dám chắc rằng những người đang chê Tạ Phong Tần dốt tiếng Anh chưa chắc đã đọc hết những quyển đó bằng tiếng Việt. Vì vậy, chuyện không nói được tiếng Anh của cụ Nguyễn Hiến Lê không cản trở cụ đã để lại cho đời sau những cái tác phẩm dịch thuật tuyệt vời. Ngay cả những cái bản dịch, những tác phẩm tôi vừa kể ở trên đó, sau này có những tác giả khác dịch lại, tôi cũng có mua, có đọc và thấy rằng cái trình độ sử dụng ngôn ngữ của những tác phẩm mà sau này dịch lại đó không thể sánh bằng cụ Nguyễn Hiến Lê. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một số điều luật được
quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền bằng tiếng Việt. Điều một là mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, phải đối xử với nhau trong tình bác ái. Điều hai, ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản tuyên ngôn này, không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác. Ngoài ra, không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, bị mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền. Điều 7, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ, bình đẳng không kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi dục kỳ thị trái với tuyên ngôn này. Điều 14, khoản 1, khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được hưởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác. Khoản 2, quyền này không được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với mục đích và tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc. Tôi xin phép ngừng lại một chút để giải thích cho rõ cái khoản 2 của điều 14 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này. Đó. Trong tuyên ngôn này nói là quyền này, quyền tức là quyền tị nạn đó, không được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội trạng không có tính cách chính trị. Có nghĩa là quý vị chỉ có thể xin được tị nạn vì những cái lý do chính trị mà nước sở tại nơi quý vị đang cư trú hay là đang tìm cách truy tố quý vị về những cái tội danh mà bị gán ghép là chính trị, tức là chống nhà nước hay là ngăn cản quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, quyền sống hay quyền sáng tác, quyền sáng tạo gì đó, thì là quý vị có quyền tự do tìm một cái nơi tị nạn khác và những quốc gia khác người ta sẽ chấp nhận. Nhưng mà cái điều luật tị nạn này, khi mà quý vị vi phạm những cái điều, những cái tội về hình sự như là trộm cắp, cướp giật, mãi dâm ma túy này kia cái nọ, rồi cướp giật đó chẳng hạn, thì quý vị không thể nói bây giờ tôi đang bị nhà cầm quyền ở nước tôi nó truy tố tôi, nó sắp sửa bắt tôi vô tù rồi và tôi phải cho tôi tị nạn, cái đó thì không được. Đấy là những cái tội hình sự, nó không có mang yếu tố chính trị. Đương nhiên là sẽ không được là đối tượng được quy định được hưởng quy chế tị nạn ở trong điều 14 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Tiếp theo là điều 19 của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm. Quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. Có thể nói tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó là một cái điều luật chuẩn, là một cái gọi là một cái khuôn mẫu về những cái quy chuẩn về nhân quyền được cả thế giới công nhận, kể cả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đến năm 1984 vẫn bắt buộc phải đặt bút ký vào tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này. Mặc dù là sau khi ký rồi thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là giấu biến mất tiêu, mất tâm, mất tích, là không có bao giờ phổ biến ra cho người dân biết. Cho đến khi năm 2005, Việt Nam được tiếp cận với Internet, thì khi đó những người dân bình thường như tôi mới được biết rằng trên thế giới này có một cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền quy định những cái điều luật về quyền con người như vậy như vậy. Và lúc đó cái việc mà dịch bằng tiếng Anh á, nó cũng lộn xộn, tại vì là phải mỗi một tổ chức dịch một theo cái kiểu của mình, nó không có theo một cái chuẩn nhất định và nó chưa có một cái bản dịch bằng tiếng Việt thống nhất. Cho đến bây giờ á,
Thì đây là cái thời điểm mà các cái bản dịch tiếng Việt về tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là có thể gọi là được dịch một cách sát nghĩa, rõ ràng, đọc dễ hiểu và nó chuẩn nhất cho bất cứ một người nào đọc cũng có thể hiểu và có giá trị tương đương với bản gốc tiếng Anh. Nhưng mà hôm nay tại vì sao mà chúng ta trước tiên lại đưa ra cái khuôn mẫu chuẩn quốc tế trước? Bởi vì chúng ta đang ở nước Mỹ và nước Mỹ có một cái điều luật rất tuyệt vời được nằm hạng nhất, được gọi là tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, quy định về quyền tự do ngôn luận. Tại sao tất cả các quốc gia người ta đều hướng về nước Mỹ để nhìn nước Mỹ là một cái khuôn mẫu chuẩn, người ta gọi nước Mỹ là xứ sở của tự do? Bởi vì ở nước Mỹ, quyền công dân, quyền con người được nhà cầm quyền Mỹ, được pháp luật Mỹ bảo đảm tuyệt đối đối với từng cá nhân. Và trước hết, điều thứ nhất, luật pháp Hoa Kỳ quan niệm con người ta khác với con vật ở chỗ là có suy nghĩ, có tư tưởng, có đầu óc và có tình cảm, biết đánh giá, nhận xét và biết sáng tác. Sáng tác thì nó thuộc về các cái lĩnh vực như là văn học, nghệ thuật, về thông tin hay là về những cái thành tựu khoa học mà chúng ta đang thụ hưởng bây giờ. Thí dụ như là quý vị đang xem những cái video YouTube mà tôi đang nói chuyện với quý vị đây. Đây là một cái thành tựu khoa học nhờ có tự do sáng tạo mà nước Mỹ đã sáng tạo ra, bây giờ cả thế giới được thừa hưởng và người dân Việt Nam may mắn được thừa hưởng. Chứ cái thời tôi còn ở Việt Nam, nói thật, cũng không có cái YouTube mà coi nữa. Nên là tất cả phụ thuộc vào cái thông tin in trên báo giấy của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nó muốn cho mình coi cái gì là nó muốn cho mình đọc cái gì là mình đọc, nó muốn nhồi sọ cái gì là mình là nó nhồi sọ. Mình không có một cái nguồn tư liệu nào khác để mình tìm hiểu coi những điều họ nói là đúng hay sai. Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ thì họ quy định nguyên văn như thế này. Tất nhiên là ở trong điện thoại của tôi có lưu trữ một đoạn bằng nguyên văn bằng tiếng Anh, nhưng mà để cho quý vị được nghe chính xác từng từ ngữ của nguyên bản tiếng Anh thì là tôi sẽ để cho cái điện thoại tôi nó đọc luôn, chứ còn tôi nói sờ nhiều khi tôi phát âm không chính xác là quý vị nghe không có được. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances. Đoạn tiếng Anh quý vị vừa kể ở trên, vừa nghe ở trên á, thì nghĩa nó được dịch ra bằng tiếng Việt nó như thế này: tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ, quốc hội không được làm luật liên quan đến bất cứ tôn giáo nào, hoặc ngăn cản sự tự do tín ngưỡng, hoặc ngăn cản sự tự do ngôn luận, báo chí, hoặc ngăn cản sự hội họp ôn hòa, hoặc cấm đoán sự khiếu nại của dân về việc làm của chính phủ. Có nghĩa là quốc hội Hoa Kỳ chỉ làm những cái đạo ban hành những cái luật có liên quan đến đời sống xã hội, đời sống chính trị của người dân Hoa Kỳ mà thôi, chứ còn những cái luật mà liên quan đến tôn giáo và tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, khiếu nại gì đó thì chính phủ không có được quyền ban hành những cái điều luật can thiệp hay cấm đoán. Những cái luật mà về tôn giáo thì để cho tôn giáo đó họ tự quy định. Thí dụ như bên công giáo người ta có luật giáo hội hay là có những cái 10 điều răn, có 7 điều cấm, rồi bên Phật giáo thì cũng có cái giáo lý nhà Phật, rồi có tam quy ngũ giới là cấm sát sanh, cấm tham sân si gì đó. Tại tôi cũng không phải tín đồ Phật giáo cho nên tôi nhớ không có rõ, mình nói loáng thoáng, nhớ loáng thoáng vậy thôi, nhưng biết rõ ràng là bất cứ một tôn giáo nào người ta cũng có những cái quy chuẩn để cho tín đồ
được làm và không được phép làm, để nhằm làm cho con người ta có một cái đời sống chuẩn mực và đạo đức, để làm cho con người đó trở nên tốt hơn. Như vậy, căn cứ theo tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ thì không ai được làm bất cứ một cái điều luật nào để ngăn cản sự tự do ngôn luận, báo chí, hoặc là cấm đoán sự khiếu nại của dân về việc làm của chính phủ. Điều luật này rõ ràng cho nó cho thấy rằng sự tự do ngôn luận và tự do báo chí ở một cái đất nước Hoa Kỳ, ở đất nước Hoa Kỳ này không giới hạn. Ai cũng có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình. Tất nhiên, chúng ta phải hiểu tự do phát biểu ý kiến là tự do phát biểu những cái nhận định, những cái quan điểm, những cái điều mà chúng ta tai nghe mắt thấy. Chính xác. Chứ tự do phát biểu ý kiến không có nghĩa là ta có quyền vô tư mạ lị người khác một cách vô căn cứ. Điều đó ta có thể bị những cá nhân khác họ kiện ta ra tòa và ta sẽ phải bị bồi thường. Nếu mà quý vị ở đây, chắc chắn quý vị không thể nào quên được cái vụ kiện cách đây khoảng 5 năm về trước, là báo Người Việt họ đã kiện bà Hoàng Dược Thảo, chủ bút tờ báo Sài Gòn Nhỏ. Lý do kiện là theo như báo Người Việt họ trình bày là bà Hoàng Dược Thảo đã vu cáo cho báo Người Việt, cái thứ nhất là nói người báo Người Việt là làm việc cho Việt Cộng. Cái thứ hai, cái này là tôi nghe không chắc chắn bằng một cái văn bản nào hết, nhưng mà chính những người làm việc ở trong báo Người Việt, tôi có thường xuyên có một thời gian tôi hay tới đó chơi đó, thì họ nói rằng bà Hoàng Nhược Thảo là nói chị Hoàng Vĩnh, một người làm việc ở trong hội đồng quản trị của báo Người Việt đó, là chị này là quan hệ bất chính với ông gì, ông này ông kia gì đó không biết, nhưng mà thì là bị chị Vĩnh kiện ra tòa là vu cáo và mạ lị cá nhân. Rồi sau một thời gian tòa cũng là xét xử này kia kia nọ ra đủ hết các bước rồi thì tòa kết luận bà Hoàng và Dược Thảo nói tầm bậy, nói bậy nói bạ, vu cáo và nói những cái chuyện mà không có như vậy, thì bà Hoàng Dược Thảo phải bồi thường tổn thất cho chị Hoàng Vĩnh và bồi thường tổn thất cho báo Người Việt. Sở dĩ bà Hoàng Dược Thảo phải mất tờ báo tờ Sài Gòn Nhỏ cho báo Người Việt với giá trị khoảng 1.500.000, khoảng 1.500.000 đô la, là vì báo Người Việt họ nói rằng vì những cái vu cáo của bà Hoàng Dược Thảo mà họ bị thất thu, và họ đã chứng minh bằng cách trước khi có những cái vu cáo của bà Hoàng Dược Thảo thì doanh thu của họ là liên tiếp những tháng đó cho đến khi mà có xảy ra cái lời tuyên bố của bà Hoàng Dược Thảo, thì nó gồm có là thí dụ nha, là từng này đây to như thế này, nhưng mà từ sau khi có cái tuyên bố của bà Hoàng Dược Thảo thì họ bị thất thu, cái thu nhập của doanh thu của họ bị giảm xuống, bằng chứng là như thế này, nó được thể hiện qua những cái báo cáo thuế và cái phần thất thu bị chênh lệch đó họ đòi bà Hoàng Dược Thảo phải bồi thường. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tự do ngôn luận là tự do ngôn luận, không giới hạn. Anh nói lên cái suy nghĩ, cái ý kiến của mình, anh có quyền đánh giá vào bất cứ một cái vấn đề gì, nhưng anh không có quyền áp đặt, không có quyền chửi bới mạ lị người khác một cách vô căn cứ. Thí dụ như anh nói người ta, cụ thể như bà Hoàng Dược Thảo đi, bà Hoàng Dược Thảo nói là báo Người Việt làm việc là làm việc cho Việt Cộng đi, thì bà Hoàng Việt Thảo, Dược Thảo phải có trách nhiệm chứng minh rằng ai là tên Việt Cộng lãnh đạo chỉ huy giao việc cho báo Người Việt. Nếu báo Người Việt làm việc cho gì Việt Cộng, vậy thì cụ thể là người nào trong báo Người Việt đã làm việc cho Việt Cộng, và cái người đó đã tiếp xúc với tên Việt Cộng nào, rồi người đó là đã nhận chỉ thị của Việt Cộng như thế nào, Việt Cộng nó giao nhiệm vụ cho cái người của báo Người Việt đó cụ thể như thế nào, và được trả công trả lương như thế nào, bằng cái lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, hay là những cái thỏa thuận khác như thế nào, thì rõ ràng những điều này bà Hoàng Dược Thảo không chứng minh được.
không chứng minh được thì có nghĩa là anh đang vu khống cho người ta chứ gì nữa, thì anh phải thua kiện, đó là một cái điều chắc chắn rồi. Thí dụ như là nói chị Hoàng Vĩnh là có quan hệ nam nữ bất chính mà không có chứng minh được là bà này bị bắt quả tang nam nữ bất chính, thì coi như là hay là có hình ảnh, có thư từ, hay là có bất cứ một cái gì đó để là chứng minh rằng họ đã có quan hệ nam nữ bất chính, thì là lại không có cái gì để chứng minh. Rồi, có nghĩa là anh cũng đang vu khống cho người ta kiện thì anh thua kiện thôi. Cho nên đó, phải hiểu cái tự do ngôn luận không có nghĩa là tự do mạ lị người khác vô căn cứ. Rồi, anh không có cái gì để anh chứng minh người ta làm việc cho Việt Cộng thì anh không được quyền quy chụp người ta, thằng đó, con đó, ông đó, bà đó là tay sai Việt Cộng. Đừng có ham chụp mũ người khác một cách vô tội vạ. Nếu người ta có tiền như báo người Việt, người ta kiện là bán nhà trả nợ không đủ. Nó không có nghĩa là mình chụp mũ người ta như vậy là mình oan ai lên đâu. Người ta cũng nó mình chụp người ta cũng có miệng vậy, người ta cũng chụp ngược trở lại vậy, nhưng người ta cũng đâu có chịu. Hay là người ta có thể chửi mình lại bằng một cái cách khác, nhưng người ta cũng đâu có chịu nhịn mình. Mình là cái gì mà người ta phải sợ mình? Ở đây bình đẳng mà. Cho nên anh đừng có, nếu mà tranh luận với nhau nên nói với nhau bằng lý lẽ và có bằng chứng đưa ra cụ thể rõ ràng. Tôi nói anh đã vi phạm những cái điểm A, B, C, D này nè. Đây, tôi có bằng chứng rõ ràng đây, đây, đây. Người ta không cãi lại được. Và như vậy, những cái người khác, người ta là công chúng ở địa phương này, họ nhìn vào đó, họ thấy à như vậy á, là cái ông đó hay cái bà đó đó nói một cái ông kia hay bà kia đó làm sai mà có bằng chứng hẳn hoi như vậy là họ nói là nói đúng. Còn nếu bà còn thật trả trường hợp ngược lại, nếu mà chúng ta bị người khác chỉ trích đi thì ta có quyền phản biện lại chứ đâu có ai cấm ta phản biện lại đâu. Họ nói được thì ta nói lại được. Không có ai cấm hết, và cái quyền bảo vệ danh dự cá nhân cũng là một cái quyền bất khả xâm phạm mà tu chính án thứ nhất Hoa Kỳ đã quy định như vậy, và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng đã quy định như vậy, không ai có quyền ngăn cản và cũng không ai có quyền bị buộc phải chống lại chính mình. Có lần tôi cũng đi gặp, đi ra những cái chỗ công cộng á, thì tôi cũng gặp người này người kia, để người ta mới nói là ông Lê Công Tâm á, tối nào ông cũng lên trên đài á, ông chửi người này, ông chửi người kia, ông chửi người nọ gì đủ thứ hết trơn á, bữa nào bà chửi lại ổng đi. Tôi mới nói mắc mớ gì tôi phải chửi Lê Công Tâm, ổng đâu có chửi tôi đâu mà tôi chửi ổng. Khi nào ông Lê Công Tâm ổng nó nhắc ngay cái tên Tạ Phong Tần ra, ổng chửi, ổng bịa đặt những cái chuyện không đúng về tôi bắt đầu tôi thì lúc đó tôi mới đáp trả lại ổng. Còn thôi ổng chửi người nào người đó có quyền lên tiếng. Chứ tự dưng tôi đi chửi là sao? Tôi đâu có quyền gì thay mặt của người đó mà lên tiếng đâu. Cái người bị chửi đó họ không phải là trẻ vị thành niên, họ cũng không phải là ông bà cha mẹ gì của tôi, tự dưng tôi nhào vô với tôi đâu có tư cách gì để nhào vô. Thì cái người kia họ mới nói như vậy, chửi giùm không được sao? Tôi nói không, không có cái chuyện chửi giùm. Quyền phản biện cũng là cái quyền thuộc về quyền cá nhân của những người khác. Nhiều khi tôi lên tiếng tôi nói thì họ lại chửi ngược lại tôi, họ nói tôi thích nghe Lê Công Tâm chửi, rồi lúc đó tôi làm sao? Cho nên đó là tôi cũng không có chửi giùm được. Ai bị chửi người đó cứ tự lo liệu đi. Nói thôi thôi bây giờ cười là lại là nói thôi giờ là hay là trả công cho chửi tôi đâu, của tôi cũng nói trả công cũng không được. Trả công mà trả bao nhiêu cho đủ? Cái giá là để trả công cho tôi chửi đó là cái giá đó lớn lắm á, có đủ tiền để mà trả hay không? Gửi 1.000 2.000 tôi không có làm đâu, tại vì một khi mà tôi ra mặt tôi chửi một cái người nào đó thì chính tôi phải chịu trách nhiệm chứ không phải cái người kia, không phải cái người trả tiền cho tôi. Mà nếu mà tôi chửi ai đó thì tất nhiên người ta phải phản pháo lại chứ, người ta nó cũng đâu có gì ngu dại gì, người ta ngồi im để nghe tôi chửi, họ phải phản pháo lại, họ sẽ nhầm vào cá nhân tôi và khi đó tôi phải đáp trả lại. Thế là hai bên cứ xỉa qua xỉa lại, xỉa qua xỉa lại, cái cuộc chiến nó kéo dài không bao giờ hết. Cỡ 1-2 triệu đồng đó, tôi mới bỏ thời gian ra, bỏ 1 năm 2 năm để tôi đi chửi mướn, chứ ít tiền quá tôi không có làm đâu, vài trăm ngàn cũng không thèm làm, mệt lắm.
tôi bận đi học hành, bận lo cho cái công việc của mình, cái chuyện đi học hành, chuyện cuộc sống của tôi nó mới là quan trọng hơn. Chứ còn nếu không có 1-2 triệu thì không bao giờ Tạ Phong Tần ngu gì đi chửi mướn. Và kế tiếp tu chính án thứ nhất lại có quy định là không được đề ra những cái luật mà cấm đoán sự khiếu nại của dân về việc làm của chính phủ. Thì có nghĩa là chính phủ, cụ thể là các cái quan chức trong nhà hệ thống cầm quyền của nước Mỹ, từ tổng thống trở xuống là các dân biểu rồi các cái nghị viên rồi là thống đốc hay là thị trưởng hay này đủ thứ, cho nói chung những người đó được coi là trong hệ thống chính phủ và do người dân bầu ra, thì họ phải có trách nhiệm làm việc để phục vụ cho dân và có trách nhiệm phải nghe người dân họ chỉ trích, họ phê bình những cái việc làm của họ, cho dầu họ không muốn cũng vẫn phải nghe. Cũng có người đông mà, nhưng mà không phải những cái chỉ trích, những cái phê bình đó đều đúng cả. Thì ở đời cũng có kẻ ghét người thương, và những cái người mà làm quan chức chính phủ đó thì cũng là con người bình thường như tất cả mọi người khác. Cổ nhân có câu là nhân vô thập toàn, hãy làm con người là phải có lỗi, không ai mà toàn vẹn cả. Đức Khổng Tử cũng tự nhận là Đức Khổng Tử không phải là người toàn vẹn. Thì những người hậu sanh như chúng ta, ai dám nhận mình là người toàn vẹn, ai dám nhận mình là thập toàn? Vì vậy cho dù cái người quan chức chính phủ đó không muốn nghe những chỉ trích của cư dân thì cái trách nhiệm của họ vẫn bắt buộc phải lắng nghe. Nếu họ không thích nghe chỉ trích thì họ hãy từ chức. Còn nếu một khi còn ngồi ở cái ghế quan chức chính phủ, ngồi ở cái ghế đại biểu, dân biểu, dân cử gì gì đó thì bắt buộc phải nghe. Và đối với những cái lời chỉ trích phê bình đúng đắn thì họ phải tiếp thu, phải sửa chữa để trau dồi cái bản thân mình để cho hoàn thiện hơn, để mình phục làm cái công việc phục vụ người dân nó tốt hơn. Còn đối với những cái chỉ trích mà sai, chỉ trích vô căn cứ, chỉ trích tầm bậy tầm bạ đó thì người ta, một là người ta phải giải thích cho cư dân hiểu, hai là người đó có thể im lặng không trả lời. Nhưng mà theo tôi á thì cái người dân cử hay là quan chức chính phủ nên giải thích, cho rõ ràng để tìm ra, để là cùng nhau đồng thuận để tìm ra cái chân lý. Ngay cả trong tranh luận người ta cũng vẫn nói rằng tranh luận giữa những người văn minh và có văn hóa với nhau là tranh luận để tìm ra chân lý, chứ không phải tranh luận luận là để thù ghét, là để chửi bới rồi để ám hại nhau. Thành ra người làm công việc trong hệ thống chính phủ khi mà bị cư dân họ chỉ trích thì cũng nên giải thích cho dân họ hiểu, chứ không có được là quy chụp người ta là là nó đánh phá mình, nó làm tay sai cho Việt Cộng, nó như thế này, họ là như thế này thế kia, họ đội lốt này họ đội lốt nọ. Những cái đó là những lời nói vô căn cứ mà một người là làm quan chức chính phủ trong hệ thống dòng chính không được phép phát biểu như vậy. Người nào phát biểu như vậy tôi đánh giá rằng người đó rất là dốt nát về pháp luật. Ngay cả tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ mà không họ không nắm được thì họ làm sao mà làm những cái việc khác để mà phục vụ cho dân chúng ở trong cái địa phương của họ. Quyền cơ bản của con người, điều quan trọng thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ mà họ còn không tôn trọng thì thử hỏi họ làm sao có cái tâm để họ làm công việc phục vụ cho nhân dân. Riêng mà nói về cái vấn đề tự do ngôn luận và tự do báo chí thì ở đây chúng ta
thấy rõ ràng có nhiều cơ quan truyền thông đi lại, đi ra đi vô Việt Nam Cộng sản để mà họ gọi là tác nghiệp đó, một cách công khai tự nhiên, chẳng có kiêng dè gì hết. Mặc dù ở đây ai chúng ta cũng biết rõ rằng những người mà đi biểu tình chống Cộng sản đó, đi mà đi về thăm thân nhân đó, bị làm khó làm dễ, không bắt chẹt này kia cái nọ đủ thứ. Cụ thể như hồi năm ngoái có anh Dominic Phạm đó, ông này là ổng cũng đâu có phải là người của một cái tổ chức chính trị này gì đâu, chỉ là một cái người ở địa phương đây và hưởng ứng những cái cuộc biểu tình của cư dân địa phương để ủng hộ đồng bào ở trong nước chống cộng sản, chống luật an ninh mạng, thì ổng còn không có hô khẩu hiệu nữa. Có mấy cái vụ mấy việc mà đã đảo cộng sản gì đó toàn là người khác hô không à. Nó ổng chỉ cầm cái điện thoại ổng đi, ổng cầm cái cây ổng đưa đưa gì nè, ổng quay phim cái đoàn biểu tình thôi, mà về tới Việt Nam nó còn chặn lại, nó không cho ổng vô. Trong khi đó ông Dominic Phạm đó muốn về thăm một người cha già còn ở Việt Nam, nó đòi ổng phải cam kết thế này cam kết thế nọ với ổng thì nó mới cho ổng vô. Nó còn nếu không chịu cam kết thì nó tống cổ ông trở ra. Vậy thôi, nó một cái người bình thường mà còn như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy có nhiều người ở đây được gọi là cơ quan truyền thông cũng rầm rộ dữ lắm, nhưng mà về Việt Nam mà tay bắt mặt mừng như Nguyễn Xuân Phúc, rồi là đi ra đi vô Việt Nam một cách công khai nghênh ngang. Nhưng mà những người đó ta có thể kết luận họ là làm việc cho Cộng sản không? Không được, vì ta không đủ bằng chứng. Không, ta không chứng minh được là họ có nhận lệnh từ Việt Cộng. Ta không biết được ai là người chỉ huy của họ. Và ta cũng không biết họ nhận được cái lợi ích cụ thể nào từ Việt Cộng, chẳng hạn như là tiền bạc, hay là nhà cửa, hay là xe cộ, hay là con cái họ được những quyền lợi gì hết. Nếu mà ta không có chứng minh được cái đó, ta nói họ Việt Cộng, họ kiện ta là ta bồi thường chết. Mặc dù ta thấy rõ ràng đi đi về vậy đó. Hay là những cái người ở đây họ chống cộng sản, chưa bao giờ có ai được báo chí Việt Cộng nó rầm rộ, nó kêu ta là khen ngợi hết. Nó toàn là nó gọi những cái người chống cộng sản ở đây là con, là thằng, bất kể người đó là già trẻ bé lớn gì, hay là nó gọi một cách chậm chơ là gọi tên thôi. Chứ nó không bao giờ nó kèm theo cái đại từ nhân xưng đứng đằng trước. Chúng ta thấy chỉ có trong chế độ Việt Nam Cộng sản mới có những cái điều luật quái thai là tuyên truyền chống nhà nước, xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền có nghĩa là người này không có dùng vũ khí, không có dùng bạo lực, không có làm bất cứ một cái gì việc gì, chỉ bằng cái lời nói và bằng những cái bài viết của mình thôi. Phải là nó là nói những cái điều mà nó khơi nhà cầm quyền cộng sản nó không vừa ý, là nó gắn cho người ta là tuyên truyền chống nhà nước rồi á, hoặc là nó những cái tội như là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Mà quyền tự do dân chủ làm sao mà lợi dụng được? Ở nước Mỹ đây nè, quyền tự do dân chủ người ta sử dụng còn không hết nữa, chưa từng có ai sử dụng hết cái quyền tự do dân chủ của họ nữa. Mà ở Việt Nam thì lại có cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nó quái thai ở chỗ đó. Những cái điều luật này nó có từ rất lâu rồi, cách đây mười mấy, hai chục năm về trước rồi, chứ không phải mới đây. Nhưng mà thời gian gần đây, vì truyền thông, xã hội, mạng, internet và những cái phương tiện truyền thông khác thuộc về dạng mà người ta gọi là điện tử đó, nó phát triển nhanh quá, luật nó không có chạy, luật Việt Nam nó không có chạy theo kịp. Cho nên nó phải ban hành thêm một cái điều luật dành để bịt miệng người dân. Đó là luật an ninh mạng. Luật an ninh mạng là cái luật mà hơn một năm qua chúng ta đã đi biểu tình rầm rộ để ủng hộ đồng bào ở trong nước phản đối luật an ninh mạng.
Luật an ninh mạng nó cụ thể hóa, nó quy định những cái chi tiết về Facebook nè, về YouTube nè, về những cái bài viết nè, về website điện tử nè, rồi về những cái trang blog nè, nhằm để là nó cột, nó quy định chi tiết chặt chẽ hơn để là nó cột tội người ta, gắn vô hai cái điều luật là tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, nhằm mục đích là nó tống cổ những người ở Việt Nam, những người đang sống trong xã hội Việt Nam vô tù, để bịt miệng những người nào mà dám chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản. Ở trong xã hội cộng sản chỉ được quyền khen thôi chứ không có được quyền chê. Một là anh cứ sống như một cái con vật biết nói tiếng người. Hai là anh chỉ được phép tự do khen chứ nhà cầm quyền anh không có được chỉ trích bất cứ một cái điều gì hết. Nếu mà ai chỉ trích thì là nó lại gắn cho người đó một cái mũ phản động, gắn cho cái mũ chống nhà nước. Rồi chặn xử, nếu mà trong những cái trường hợp nó sử dụng điều luật như vậy á và không có hiệu quả, tại vì thí dụ như người ta lên mạng, người ta chỉ đăng những cái việc mà thực tế xảy ra ở ngay chính cái địa của chỗ đó, hoặc là người ta chỉ share lại những cái tin tức mà báo chí ở trong nước đã đăng, hay là người ta bấm một cái like, hay là người ta là thả vô đó một cái icon là trái tim, nhưng mà thì là nó xử lý bắt buộc tội người ta không được, thì là bây giờ là nó lại chuyển sang có một cái hình thức khác hơn, nó gọi là nó hình thức là dùng xã hội đen xúi dục là thông qua những cái đội quân, người ta nó gọi là đội cờ đỏ, gọi là những cái đội quân mà gọi là dư luận viên, rồi là những cái đội quân nó gọi là AK-47. Đội cờ đỏ thì quý vị lên trên mạng internet, quý vị Google chữ đội cờ đỏ, quý vị sẽ thấy là đội cờ đỏ này là những kẻ chẳng biết là nó rất là, người ta gọi nó là đầu trâu mặt ngựa đó, mới là chính xác đó. Nó chuyên môn mặc áo cờ đỏ để là nó đi chửi bới nhục mạ sỉ vả, ném đá, ném đồ dơ, ném chất vô trong nhà thờ, rồi nó ném vô nhà những người dân nào đi biểu tình chống Formosa. Còn dư luận viên là những cái kẻ người ta ở trên mạng internet, người ta dùng cho cái từ người ta gọi là ba củ đó. Ba củ tức là ba triệu tầm tiền Việt một tháng đó. Đó là hàng tháng những cái kẻ vô công rỗi nghề này á, nó được lãnh 3 triệu đồng tiền Việt một tháng, nó chỉ để lên mạng nó chửi bới những cái người chống cộng sản, hay nó chửi bới, nó chụp mũ phản động cho những cái người nào mà lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản. Thì là những cái bài chửi của nó hay là những cái comment của nó đó, là nó chỉ có copy bài viết sẵn của ban tuyên giáo, rồi nó đi hết các cái diễn đàn, các cái website, bất cứ chỗ nào đó, chỗ này chỗ nọ, những cái group, những cái nhóm đó, nó cứ copy rồi paste vào đó y chang như vậy. Và dầu cho quý vị nói đúng hay quý vị nói sai, quý vị lý luận như thế nào, nó cũng có một bài đó y chang, nó post vô hoài vậy đó, chứ nó không có quyền nghe theo, nó không thể tranh luận với quý vị, mà nó cũng không có quyền nhìn nhận rằng những lời quý vị đó đúng. Cho nên người ta cũng gọi những cái đội cái bọn mà dư luận viên đó là bò đỏ. Chính những tờ báo ở trong nước đã từng chính thức tuyên bố công nhận rằng có hơn 80.000 dư luận viên đang hoạt động ở Việt Nam. Mà dư luận viên, những kẻ này phần coi như là 99% nó sử dụng những cái nickname ảo và không có lý lịch, không có hình ảnh cá nhân. Mà những kẻ được gọi là trong cái đội ngũ dư luận viên lãnh ba cũ này á, nó không phải là người được công nhận vào biên chế chính thức là lực lượng chính, gọi là lực lượng chính quy của lãnh lương của nhà nước cộng sản. Mà cái việc mà ba và cứ như là có làm thì đếm comment trả lương thôi. Rồi nó có một cái người là lực lượng chính quy á, là lãnh đạo tụi nó.
nó cũng giống tương giống như là cái kiểu như là một cảnh sát khu vực, thì có dưới tay là mười mấy hai chục người được gọi là bảo vệ dân phố vậy đó. Thì cái bảo vệ dân phố này nó chẳng phải là lực lượng chính quy, nhưng mà nó có trách nhiệm, nó đi theo cái người mà cảnh sát khu vực đó và chịu sự chỉ huy của cảnh sát khu vực, là một người thuộc lực lượng chính quy của Bộ Công an. Thì cái lực lượng, cái dư luận viên ba cũ này á, nó được công nhận là hơn 80.000 ở Việt Nam, và nó thường sử dụng những cái nick ẩn danh không có hình ảnh. Rồi hồi năm ngoái, Bộ Quốc phòng nhà nước Cộng sản Việt Nam lại còn công bố thành lập một cái lực lượng theo nghị quyết, theo quyết định 47. Trong đó đó là những người mà thanh niên trẻ nhỏ nhỏ mà mới tới tuổi đi nghĩa vụ đó, thì đó là bắt buộc nó phải đi nghĩa vụ quân sự, là nó gom vô trong cái lực lượng đó. Nếu người nào mà có hơi trình độ từ lớp lớp 9 trở lên tí chút á, thì nó gom vô cái lực lượng đó, nó gọi là lực lượng 47 tác chiến không gian mạng. Mà nghe thì ghê gớm, là chỉ có Việt Nam Cộng sản mới có cái từ tác chiến không gian mạng, mà tập trung một cái đội quân chính quy, quân của Bộ Quốc phòng là chính quy rồi chứ gì nữa. Nó là tác chiến không, mà là lại để nhằm mục đích đó là lên mạng là chửi bới để mà chống nhân dân. Chỉ vì Việt Nam Cộng sản mới có chuyện đó thôi, và Trung Quốc mới, Trung Cộng mới có vụ đó thôi, còn không có cái nước văn minh nào có cái đội quân quái thai này hết. Và cái lực lượng được thành lập lấy từ là những cái người mà bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự, đưa vô nhà trong quân, cái đội ngũ mà quân đội nhân dân Việt Nam đó, thành lập theo cái quyết định 47 đó, thì người dân người ta đặt nó luôn cho cái biệt danh đó là lực lượng AK-47. AK-47 thì nó vừa là tên của một cái loại súng mà hồi xưa Trung Cộng viện trợ cho Bắc Cộng để đánh với miền Nam, và đồng thời cái chữ AK-47 bây giờ được ám chỉ rằng cái bọn mà cầm súng, nhưng mà ở trong cái đội quân mà được thành lập theo quyết định 47 của Bộ Quốc phòng, để nhằm mục đích là lên mạng chửi bới, chụp mũ, rồi là xúc phạm này, chống lại những cái người mà giờ dân mà những người dân mà người ta bày tỏ ý kiến ở trên mạng đó. Đó gọi là lực, bây giờ dân đặt cho cái đám đó là lực lượng AK-47. Và cái nhóm AK-47 này được hưởng lương chính quy hẳn hoi từ cái biên chế lương của Bộ Quốc phòng, và nó hiện nay nó có hơn 10.000 tên. Nó có hơn 10.000 tên trong cái lực lượng AK-47 này. Và hồi cách đây 5-6 tháng, tôi còn đọc thấy trên mạng có một cái bài báo nói rằng Bộ Quốc phòng còn mở thêm một cái học viện. Học viện là nó ngang tầm với đại học đó nha. Một cái học viện là cũng là để đào tạo cái đội ngũ AK-47 này á, đó là về cái môn học nó gọi là tác chiến không gian mạng. Quân đội của Việt Nam bây giờ gom vô để dành nó là ngồi sau bàn phím để mà sủa, mà ẵng để mà chống lại người dân thôi, chứ không phải là để bảo vệ tổ quốc nữa rồi. Mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là ban hành những cái điều luật bỏ tù những người bất đồng chính kiến, ban hành luật an ninh mạng, thành lập những cái đội quân không chính quy, khi mà không thể sử dụng được luật pháp để mà bỏ tù người ta, để mà thì đội những cái đội quân không chính quy là cái đội ngũ dư luận viên ba cũ và AK-47 để chửi bới, xúc phạm, nhục mạ người ta, người khác một cách là dùng toàn là bộ là nick ảo thôi, hơn 100.000 tên như vậy, chứ còn không có được bao nhiêu tên là có mặt mũi đàng hoàng, toàn là nick ảo. Tôi đã từng đi cố công đếm mà tôi thấy là chưa đầy 100 tên trong hai lực lượng đó mà nó có mặt mũi đàng hoàng. Thì Việt Cộng làm những cái điều đó để làm gì? Để nhằm ngăn cản người dân chỉ trích nhà cầm quyền Cộng sản. Rõ ràng chỉ có ở xứ Cộng sản mới có
những cái điều luật quái dị quái thai và những cái đội quân quái thai, những cái việc làm quái thai như vậy mà thôi. Chứ còn ở nước Mỹ, một nơi được bảo vệ quyền tự do, quyền tự do phát biểu ý kiến, quyền tự do ngôn luận, một quyền tự do thông tin một cách tuyệt đối, thì nước Mỹ không thể chấp nhận cho bất cứ một cá nhân, một chính một cái thành phố hay là một cái tiểu bang, một cái quận nào tự ý ban hành một cái điều luật hay là một cái văn bản gì đó với tư cách là của chính phủ, trái với tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Nguyên tắc để xây dựng luật, đây là nguyên tắc quốc tế bất di bất dịch mà bất cứ một quốc gia nào cũng đều phải tuân theo. Đó là hiến pháp người ta coi là luật mẹ, nó gọi là luật mẫu cao nhất. Và những cái điều luật ở được ban hành bên những cái luật, bộ luật ban hành ở bên dưới đó, nó thí dụ như bộ luật dân sự, bộ luật hình sự, luật hôn nhân gia đình, luật kinh tế này cái kia nọ, rồi luật thương mại rồi đó, không được trái với những cái quy chuẩn của hiến pháp. Rồi những cái văn bản là nhằm đó là giải thích nè, nhằm nó là hướng dẫn thực hiện các cái bộ luật, không được trái với bộ luật và với bộ luật và cũng không được trái với hiến pháp. Vì vậy không một cá nhân và không một cái cơ quan chính phủ nào với bất cứ tư cách gì, với bất cứ vai trò gì được quyền ban hành một cái văn bản là luật hay là những cái nghị quyết, nghị định hay gì gì đó tương tự như luật và có tính chất là văn bản đó đại diện cho cơ quan chính phủ, là tiếng là cái quan điểm của chính phủ, trái với tu chính án số 1 Hoa Kỳ. Có nghĩa là không được trái vơ, không được là ngăn cản quyền tự do chỉ trích, quyền tự do ngôn luận của công dân. Thí dụ như ta có thể dùng cái quyền cá nhân và tự do ngôn luận của ta, ta chỉ trích bất cứ một người nào. Ở đây quý vị thấy Tổng thống Trump hay bất kỳ một vị tổng thống nào cũng đều bị dân chỉ trích hết, mà chỉ trích một cách thậm tệ. Tổng thống được hơn 50% dân số ủng hộ, coi như là ngon rồi. Xứ Mỹ mà, nó phải có một cái sự đối lập, đối lập để tiến bộ. Chứ nó không phải như là xứ Việt Cộng, nó là coi như là cái gì đưa ra cũng biểu quyết 99%, 99%, 99,9% hết. Cái đó không còn là tự do dân chủ nữa, nó không còn sự cạnh tranh nữa. Mà đó chẳng qua đó là chỉ những cái trò hề được diễn ra cho được diễn cho người dân coi để nhằm lừa bịp người dân thôi, coi thôi. Trong một cái xã hội không có làm gì mà có cái sự đồng thuận 100%, 99%, 90% cũng không có luôn nữa. Cha mẹ sanh ra, anh em ruột ở trong nhà còn mỗi người một tánh nữa, chứ đừng nói chi có người ngoài xã hội. Đừng bao giờ mơ tưởng tới cái sự mà đồng thuận 100%, 99% hết á. Nếu mà muốn mà những cái con số ảo tưởng đó, tôi nói là muốn những con số ảo tưởng thì ở Việt Nam có đó. Quý vị, những ai thích những cái con số mà đồng thuận ảo tưởng đó thì nên về Việt Nam hưởng. Cộng sản sẽ cung cấp những con số ảo tưởng đó cho quý vị. Còn ở nước Mỹ này không bao giờ có cái chuyện mà đồng thuận 100%. Phải có ý kiến khác mà chỉ trích, chứ không phải có chỉ trích để tiến bộ, chứ không thể có bất cứ một cái vấn đề gì mà không có ai chỉ trích được hết. Thí dụ như mình muốn chỉ trích người nào đó thì mình cứ nhân danh cá nhân mình chỉ trích thôi. Chứ còn mình xúi người này người kia là chỉ trích, thì mình xúi người này người kia lên án người này, lên án người nọ. Cái đó chẳng khác nào là xúi trẻ con ăn cứt gà. Đó là xem thường, khinh miệt, xem thường cái trí tuệ của người khác. Mình nghĩ người ta không có đầu óc nhận xét hả? Người ta khu tới mức độ người ta không có biết tự do phát biểu ý kiến hả? Người ta không có chính kiến nào hết hay sao? Phải đợi mình ra lệnh chỉ trích, mình ra lệnh chỉ trích lên án người ta mới làm. Người ta đã có sẵn cái quyền tự do ngôn luận đó được pháp luật bảo vệ từ lâu rồi. Người ta thích chỉ trích thì người ta thích lên án ai, đó quyền của người ta. Người ta thích là người ta làm mà khỏi cần đợi ai xúi biểu. Đâu phải nít đâu mà xúi biểu.
Cho nên nếu mà bây giờ mình nghĩ rằng mình có thể là xúi biểu một người nào đó để người ta làm theo ý mình, cái chuyện cái đó là người ta gọi là hoang tưởng quyền lực bản thân. Và còn bây giờ chúng ta chuyển sang cái vấn đề là đạo luật Brown ACT. Tại sao mà những cái quyền về tự do ngôn luận và tự do báo chí, tự do thông tin chúng ta đang nói về trong cái tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ vừa rồi nó lại liên quan đến đạo luật này? Tại vì cái đạo luật này được đặt ra nhằm mục đích là ngăn cản cái sự bàn bạc, thỏa thuận, họp kín giữa những vị trong hội đồng thành phố. À, quý vị chắc còn nhớ cái vấn đề, cái vụ kiện mà cộng đồng người Việt Bắc Cali đã kiện nghị viên Madison Nguyễn ở thành phố San Jose. Bây giờ quý vị có thể Google cái vụ kiện đó để đọc lại, có toàn bộ tài liệu đó trên mạng Internet. Nhưng mà tôi tóm lại cái nội dung của nó là như thế này, là Madison Nguyễn đã nhận tiền thì như thế nào đó tôi nhớ không rành, quý vị tự tìm hiểu độ cụ thể là có nhận tiền để là không đặt cái tên list Sài Gòn, giống như ở đây chúng ta có cái thủ đô list Sài Gòn nhé, mà đặt thành một cái tên khác. Thì cư dân đồng hương ở ở San Jose đó người ta phản đối, nhưng Madison Nguyễn đã ngầm là mua chuộc lobby với những cái người nghị viên khác để bỏ phiếu đồng thuận về việc không đặt tên leader Sài Gòn. Tuy nhiên trong những cái cuộc họp hội đồng thành phố đó, người ta có tài liệu chứng minh rằng những đồng hương cư dân ở thành phố đó, họ rất là nhiều người đã phát biểu ý kiến đề nghị hội đồng thành phố phải đặt tên ngay cái vùng, cái địa điểm đó là leader Sài Gòn, chứ không được đặt một cái tên khác như là cái tên mà Madison Nguyễn đề nghị và đã được bỏ phiếu. Thì cộng đồng người Việt Nam ở Bắc Cali đã kiện Madison Nguyễn và những đồng sự của cô này ra tòa. Sau một cái thời gian kiện cũng kéo dài lằng nhằng cũng hơi lâu, cuối cùng tòa xử rằng là bà Madison Nguyễn này á sai, và cái hội đồng thành phố đó đã sai, đã vi phạm cái luật Brown ACT. Tuy nhiên tôi không đi sâu vào cái điều luật Brown ACT, tại vì phần lớn cái luật này nó để nhằm ngăn chặn sự thỏa thuận ngầm giữa các nghị viên trong một thành phố, mà tôi chỉ nhấn mạnh hai cái điều nhỏ ở trong cái điều luật này mà thôi, vì nó liên quan đến những người cư dân bình thường. Còn cái việc mà giữa các nghị viên thì để họ tự giải quyết. Tôi chỉ nói đến vấn đề quyền của những cư dân bình thường liên quan đến cái luật Brown ACT này thôi. Trong đó nó có hai điểm. Thứ nhất là public comment. Tức là cư dân được quyền bình luận, nhận xét công khai. Cái việc mà bình luận nhận xét công khai này không phải chỉ ở trong những cái cuộc họp của hội đồng thành phố, mà đó cũng là một cái quyền bình luận public trên các cái thông tin đại chúng, các phương tiện thông tin đại chúng. Cái điều thứ hai nữa là nó là public criticism allowed, tức là cho phép chỉ trích công khai. Có nghĩa là người dân có quyền chỉ trích những người dân cử và những người làm việc trong hội đồng thành phố nơi địa phương của họ cư trú, mà không phải bị giới hạn hay bị đe dọa vì một cái sự sợ hãi nào. Không ai được quyền đe dọa họ hay là lên án họ hay là quy chụp họ là cái gì hết vì những cái sự chỉ trích của họ. Và đây là hai điều luật, hai cái đặc điểm của đạo luật Brown ACT liên quan đến những người gọi là cư dân bình thường. Thì chúng ta là những cư dân bình thường, chúng ta cần phải nắm rõ những cái vấn đề này, chứ đừng có nghĩ mình
không được quyền bình phẩm công khai những nghị viên, những người dân cử hay là những ông nọ bà kia gì gì đó, tại vì người ta là người của chính phủ, mình là dân thấp cổ bé hiện miệng này kia kia nọ. Cái đó là người ta gọi là cái tư tưởng tự ti mặc cảm một cách sai lầm. Bởi vì ở nước Mỹ này, kể cả tổng thống rồi thì cái quyền công dân cũng ngang bằng với tất cả những mọi người khác. Quyền công dân của tổng thống cũng ngang bằng với một cái người homeless mà thôi. Chứ không phải là người ta là ông to bà lớn, người ta có quyền ăn to nói lớn. Mình không phải ông to bà lớn, người ta không được quyền nói, không phải như vậy. Đó chỉ có xứ Việt Cộng nó mới vậy, chứ xứ Mỹ không phải như vậy. Và cái quyền chỉ trích công khai cũng là cái quyền công dân. Cho nên nói tóm lại, ở đất nước Hoa Kỳ này tất cả mọi người đều được tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ và đạo luật Roe ACT bảo vệ một cách tuyệt đối về quyền tự do ngôn luận, quyền tự do phát biểu ý kiến, quyền chỉ trích phê phán đối với bất cứ một cá nhân nào một cách đúng đắn, có nghĩa là có bằng chứng hẳn hoi. Thì sự chỉ trích hay sự phê phán sẽ nó không cử phát biểu tự do ngôn luận, nó không có giới hạn. Và nó chỉ bị loại trừ khi mà quý vị phát biểu những cái điều mà vô căn cứ nhằm mục đích tấn công vào cá nhân mà thôi. Và không có bất cứ một cá nhân nào, kể cả Tổng thống Mỹ, được quyền kỳ thị, vu cáo cho quý vị là thuộc phe này, thuộc nhóm kia, hay là quý vị là làm việc cho người, kẻ này làm việc cho kẻ nọ, khi mà họ không có trong tay bằng chứng chứng minh được điều đó. Và thật là có thể nói là những người mà lên án người khác chỉ vì người ta chỉ trích cá nhân mình đó, thì những kẻ đó nên đọc lại tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ để hiểu như thế nào là quyền con người. Không thể ngồi ở giữa nước Mỹ, một xứ tôn trọng tuyệt đối quyền con người, mà lại ngang nhiên xâm phạm quyền con người của người khác và mù mờ, dốt nát, không hiểu tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin nghĩa là gì. Và buổi trao đổi của chúng tôi về quyền tự do thông tin, quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận của công dân và tất cả những người ở trên nước Mỹ này đến nay xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.